Em của chị không cần giải thích, chị không nghe một lời nào đâu. Melanie vừa nói vừa quả quyết đưa tay bịt miệng Scarlett. Nếu em cứ thấy cần phải biện minh, thì tức là em đã sỉ nhục em, sỉ nhục Ashley và cả chị nữa. Kìa, chúng ta đã từng chiến đấu bên nhau trong nhiều năm dài như vậy, như những người lính, và chị hết sức buồn khi thấy em quá chú trọng tới chuyện đó. Em tưởng chị có thể tin là giữa em với Ashley. Một ý nghĩ kỳ quái, em không biết rằng chị hiểu em hơn bất cứ người nào khác trên đời này sao? Làm sao chị có thể quên những ân nghĩa em dành cho Ashley, cho Bo và cho chị? Làm sao chị quên được những việc em phải làm để nuôi sống gia đình chị? Chị không thể quên được cảnh em cầm cày, lầm lũi theo sau con ngựa của tên Giang Tri, với hai bàn chân gần như không giày dép, hai bàn tay phồng rộp sức sợ của em. Tất cả chỉ để giúp cho mẹ con chị có được một cái gì để ăn. Làm sao chị có thể tin được chuyện kinh khủng đó chứ? Chị không muốn nghe em nói một tiếng nào tới chuyện đó cả, Scarlett O'Hara, không một tiếng nào cả. Nhưng... Scarlett ngập ngừng. Red đã rời thành phố gần một giờ rồi. Hắn đem theo Bonnie và Prissy. Hiện giờ, ngoài sự xấu hổ và giận tức, Scarlett còn phải chịu thêm một nỗi cô đơn đè nặng. Mặc cảm phạm tội càng lúc càng ám ảnh nàng nhiều hơn. Phải khi Melanie tin lời Archie và India, phải khi Melanie bỏ mặt nàng trong đêm tức tân hoặc lạnh nhạt với nàng hôm nay, chừng đó nàng mới có thể ngẩng đầu lên và chống cự bằng tất cả những khí giới của mình. Nhưng bây giờ, nhớ đến lúc Melanie đứng chắn giữa nàng và dư luận độc ác, với dáng điệu tin tưởng vô bờ bến như một lưỡi gươm sắc loáng, Scarlett chỉ còn một cách chính đáng nhất là tự thú. Phải, nên thú nhận tất cả, kể từ cái ngày nắng rực xa xưa ở trên thềm Tara. Dù đã bị dồn nén quá lâu, nhưng lương tâm của một người từng hấp thụ giáo lý Thiên Chúa vẫn còn có thể bùng dậy trong Scarlett. Hãy xưng tội và hãm mình trong sầu muộn và hối hận để được cứu rỗi. Bà Ellen vẫn thường nhắc nhở nàng như thế, và trong cơn khủng hoảng này, lời gia huấn của mẹ nàng lại hiện ra, siết chặt tâm hồn nàng. Phải nhận, phải thú nhận tất cả. Từ những cái nhìn, lời nói, và vài lần mơn trớn, rồi Chúa sẽ xoa dịu đau khổ cho nàng, và nàng sẽ được bình yên. Và để chuộc tội, nàng sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, cảnh tượng gương mặt của Melanie biến đổi từ sự hòa ái tràn đầy tin tưởng sang sự ghê tởm và thù hận. Scarlett nghĩ thầm, ôi, bị trừng phạt như thế quả thật quá nặng nề. Cảnh tượng đó sẽ mãi mãi ám ảnh nàng, và suốt đời nàng sẽ phải đau đớn xót xa khi nghĩ tới Melanie đã biết rõ nàng là một con hèn hạ, đê tiện và xảo trá. Trước đó nàng đã có ý định nói hết sự thật ra để được chứng kiến cái lâu đài ảo tưởng của Melanie sụp dở. Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi một cách nhanh chóng, ý định đó không còn nữa. Tại sao lại như thế, nàng không biết, bởi tâm trí đã rối loạn đến cùng cực, không tài nào sắp xếp lại được nữa. Nàng chỉ có thể biết được đã có lần nàng ước ao tạo được cho bà Ellen một ấn tượng là lúc nào nàng cũng đoan chính, trong sạch và tử tế. Do đó bây giờ, nàng cũng muốn Melanie tin mình như thế. Nàng chỉ biết rằng cả thế giới, cả Ashley, cả Red có muốn nghĩ gì về nàng cũng chẳng sao, nhưng với Melanie thì không thể được. Scarlett không dám nói thật với Melanie
nhưng với chút bản năng đoan chính còn sót lại đã nhóm lửa trong lòng nàng. Bởi thế, sáng nay nàng hấp tấp sang nhà Melanie ngay sau khi Ed và Bonnie vừa lên đường. Nhưng vừa ấp úng được vài lời, "Melly, tôi phải giải thích cho chị nghe chuyện hôm đó." Thì Melanie đáp vội vàng chặn lại. Scarlett ngại ngùng nhìn vào đôi mắt đen tròn ngập niềm hòa ái của Melanie. Nàng biết sẽ không có dịp nào thú tội và sự thanh thản của lương tâm sẽ không bao giờ tới nữa. Melanie đã cắt đứt mọi con đường đưa tới sự bình an của nàng rồi. Với ý thức tội lỗi hiếm hoi này, Scarlett đã khám phá ra nàng vừa truyền sang Melanie mối ám ảnh của chính mình. Nàng vừa đặt nó vào trái tim thơ ngây và tràn đầy tin tưởng của Melanie. Thế là nàng đã mắc nợ Melanie, và món nợ này chỉ có thể trả được bằng im lặng. Nếu trả nợ công khai, thì nàng sẽ làm sụp đổ cả cuộc đời của Melanie, vì lúc đó, con người quá nhiều tin tưởng như Melanie sẽ chết lặng vì nhận ra người chồng yêu quý cùng đứa em gái thân thiết đã phản bội mình. Không thể nào nói được, không bao giờ, dù lương tâm có nghiến nát mình cũng vậy. Scarlett bỗng nhớ lại lời nhận xét của Red lúc say. Melly không bao giờ chịu thấy sự hèn hạ của những người mà cô ấy thương yêu. Rồi đây, chính cô sẽ mang thêm một giày dứt suốt đời. Phải, nó sẽ giày dứt nàng, cho tới hơi thở cuối cùng. Nó sẽ hành hạ nàng một cách âm thầm, nó sẽ bắt nàng phải khổ sở trước những cái nhìn, những cử chỉ âu yếm của Melanie, và nàng sẽ phải dằn lòng để khỏi thét lên. Đừng quá tử tế với tôi, đừng che chở cho tôi nữa, tôi không xứng đáng đâu. Scarlett chán nản nghĩ, phải chi, chị ta đừng quá ngốc, đừng quá dịu dàng và quá tin tưởng. Có lẽ mình đỡ khốn khổ hơn. Mình đã phải mang chẳng biết bao nhiêu là gánh nặng, nhưng lần này mới chính là cái gánh nặng nề và cay đắng nhất. Ngồi trước mặt Scarlett, hai chân Melanie co hết lên trường kỷ. Chỉ có lúc giận dữ nhất mới làm nàng quên giữ gìn ý tứ. Với một mảnh vải may trên tay, nàng huy động mũi kim sáng loáng, chẳng khác gì một tay kiếm đang chiến đấu với kẻ thù. Đối với Scarlett, nếu phải bực dọc đến thế, rất có thể nàng đã dậm hai chân và gào thét giống ông Charan. Bây giờ nàng chợt nhận thấy dòng họ White và Hamilton đều có những cơn thịnh nộ như nhau, và tất cả đều mãnh liệt hơn cơn giận của người trong họ O'Hara. Melanie nói, chị hết sức chán, cứ bị nghe người ta chỉ trích em, và đây là mức cuối. Chị phải làm một cái gì đó cho họ xóa mắt ra. Sở dĩ có chuyện này là vì họ ganh ghét em, bởi em khéo léo, và lại thành công nữa. Em thành công rực rỡ trong khi bao nhiêu người khác, kể cả nam giới đều thất bại. Đừng giận khi nghe chị nói thẳng ra nha. Không phải chị có ý bảo em đã vượt quá giới hạn của phụ nữ như mọi người khác, vì thật sự không hề có điều đó. Họ không hiểu được em, và cũng không chịu chấp nhận một người đàn bà quá thông minh. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để họ đặt điều nói xấu em với Ashley. Khốn kiếp! Lời chửi rủa đó nếu phát ra từ miệng của đàn ông thì gần như vô nghĩa. Nhưng nó lại được phát đi bằng cái giọng hằn học của Melanie khiến Scarlett sững sờ. Vậy mà, họ còn tới kể lễ với chị những lời láo quét trắng trợn đó. Axie, India và bà Elsie, tại sao họ táo bạo đến vậy? Dĩ nhiên là bà Elsie tới. Không, bà ta không có cái can đảm đó, nhưng lúc nào bà cũng căm hận em. Vì em đã hạ công việc Hughes, vì em vượt quá xa Fanny. Đối với Hughes, em làm vậy là đúng đó. Anh ta chỉ là một tên vô dụng. Trong cơn giận,
Melanie đã quên mất người bạn thời thơ ấu, mà cũng là một trong những người theo đuổi nàng từ khi mới lớn. Chị cũng tiếc là đã hết lòng giúp đỡ lão Archie, đáng lý không nên nuôi lão trong nhà. Ai cũng nói vậy, nhưng chị không tin. Lão ta không ưa em. Lão là một tên sát nhân, một người giết vợ, và để trả ơn cho chị, lão lại tìm chị và nói là... À, lê mà có giết lão, chị cũng không buồn một chút nào. Chị đã cho lão một trận, và bây giờ lão đã rời thành phố. Còn India nữa, ghê tởm quá. Ngay lần đầu tiên nhìn em và cô ta đứng chung với nhau là chị thấy rõ nó ganh ghét em và thù em đó. Em xinh đẹp và có nhiều bạn trai hơn, nhất là chuyện Stuart Tarleton. India si mê Stuart đến nỗi, chị không muốn có những nhận xét về em gái của Ashley, nhưng chị cho rằng nó đã loạn trí vì suy nghĩ nhiều quá. Không còn một lối giải thích nào khác cho hành động của India được nữa. Chị nói nó đừng bao giờ bước vào nhà chị, và nếu chị còn nghe nó hó hé gì nữa, thì chị sẽ bảo thẳng với mọi người là nó là một con nói láo, hư thân mất nết. Melanie ngừng nói, nét mặt dịu dần rồi biến ra buồn thảm. Dù sao nàng cũng còn ảnh hưởng nhiều bởi cá tính đặc thù của người xứ Yorkshire, không thể lạnh lùng trước sự hiềm khích lẫn nhau giữa người trong gia tộc. Tuy nhiên đối với Melanie, chính Scarlett mới là người đáng yêu quý nhất. India nó luôn căm thù em vì thấy chị thương em nhiều hơn nó. Nó sẽ không bao giờ được đặt chân lên nhà này nữa, và chị cũng sẽ không tới nhà nào đón tiếp nó. Ashley cũng đồng ý với chị, nhưng dù sao, ảnh cũng khổ tâm vì em gái của mình thì lại đi nói. Vừa nghe nhắc đến Ashley, nước mắt Scarlett bỗng trào ra. Biết tới bao giờ nàng mới thôi làm khổ Ashley. Nàng chỉ muốn đem hạnh phúc và yên ấm cho chàng, nhưng mỗi lần hành động là mỗi lần nàng lôi kéo chàng vào cảnh khổ. Nàng đã làm hỏng cuộc đời, làm tan nát danh dự và lòng tự tôn của Ashley, làm sụp đổ cả sự an bình trong nội tâm chàng. Bây giờ, nàng đã chia rẽ chàng với cô em gái mà chàng quý mến. Để cứu vãn, đành phải hy sinh India, đành phải coi em mình như là một cô gái lỡ thì, hay ganh ghét, mang trá, và hơi bất bình thường, dù những nghi ngờ và những lời buộc tội của India đều hoàn toàn đúng. Lúc nào còn nhìn vào mắt India là Ashley sẽ phải còn nhìn thấy sự thật nằm trong đó, sự thật và thái độ khinh bỉ lạnh lùng đặc biệt của dòng họ White. Biết Ashley coi danh dự còn quan trọng hơn mạng sống, Scarlett cũng biết thêm rằng điều đó sẽ làm chàng khổ sở không ít. Ashley cũng như Scarlett đều bắt buộc phải nấp sau váy Melanie. Nhưng trong khi nhìn nhận đó là một điều tất yếu cần thiết, Scarlett cũng không khỏi nghĩ ngợi theo quan điểm đàn bà là phải chi Ashley bắn Archie, nhìn nhận tất cả với Melly và tất cả mọi người, nàng sẽ kính trọng chàng hơn. Nàng biết nghĩ như vậy là đã bất công, nhưng giữa tình thế khốn đốn hiện tại, nàng còn lòng dạ nào nghĩ tới những gì cao đẹp. Nàng bỗng nhớ lại những lời nửa đùa cợt, nửa khinh bỉ của Red và tự hỏi, chẳng biết Ashley đã đóng tròn vai trò đàn ông của chàng trong tấn kịch này chưa? Và lần đầu tiên trong đời, dần hào quang mà nàng đã bao phủ Ashley, từ ngày mới yêu chàng bỗng nhiên mờ nhạt. Nàng cố xua đuổi ý nghĩ đó đi, nhưng vô hiệu, nàng lại khóc ồ lên. Đừng, đừng em! Melanie kêu lên rồi bỏ tấm vải xuống, nhảy tới ôm đầu Scarlett vào ngực. Đáng lẽ chị không nên làm em buồn vì những chuyện đó. Chị biết em đau đớn lắm. Chị hứa không bao giờ nhắc tới. Chúng ta nên coi như
chẳng có gì xảy ra, nhưng chị sẽ làm cho Indra và bà Elsin sáng mắt. Họ cần phải hiểu là họ không có quyền đặt điều nói xấu chồng chị và em dâu của chị. Chị sẽ làm cho cả hai người không còn ngẩng mặt lên được nữa ở Atlanta này. Và những ai tin lời hoặc tiếp đón họ sẽ là kẻ thù của chị. Nhìn trước được diễn ảnh của những năm dài sắp tới, Scarlett biết rằng chính mình là mầm mống chia sẻ của thành phố và của các gia đình cùng quyến thuộc luôn nhiều thế hệ về sau. Melanie đã nói là làm. Nàng không hề nhắc lại chuyện đó với Scarlett hoặc Ashley, và dĩ nhiên là không bao giờ bàn tán với một người nào khác. Với bất cứ người nào dám chắc chuyện đó trước mặt mình, Melanie tỏ ra lạnh lùng khinh bỉ. Nhiều tuần sau đêm tiệc bất ngờ đó, trong khi Red vắng mặt một cách bí ẩn, và giữa lúc cả thành phố sầm xì xôn xao, Melanie cương quyết đương đầu với những kẻ nói xấu Scarlett, dù người đó là bạn cũ hoặc là đồng gia quyến. Melanie không nói, nhưng hành động. Lúc nào nàng cũng ở bên cạnh Scarlett, bắt buộc Scarlett phải tới cửa hàng và tại cưa với mình như thường lệ. Nàng còn khuyên Scarlett đi dạo mỗi chiều với mình, dù Scarlett ái ngại phải xuất hiện trước những đôi mắt tò mò của dân thành phố. Melanie đưa Scarlett tới những phòng khách mà từ hai năm qua nàng chưa hề bước chân trở lại. Nàng và Scarlett tới nơi từ sớm và chỉ ra về khi người khách cuối cùng đã cáo từ. Những lần thăm viếng đó làm cho Scarlett khổ sở vô cùng, nhưng nàng không dám cưỡng lại. Scarlett không thích ngồi giữa một đám đàn bà mà người nào người nấy cũng đang thắc mắc, và chẳng biết Scarlett có thực sự ngoại tình không. Nàng khó chịu vì họ phải tiếp chuyện nàng gượng gạo, chung quy chỉ vì họ quý trọng Melanie và không muốn mất một tình bạn hiếm có. Số người tán đồng Melanie đều có vẻ đắc thắng khi thấy nàng và Scarlett cứ như hình với bóng. Một người đạo đức như Melanie làm sao có thể thân thiết với một kẻ tội lỗi như thế được, nhất là người đàn bà đó lại phạm tội với chính chồng nàng. Không bao giờ, tất cả chỉ vì cô gái già Inga Gengis Scarlett mà đặt điều bêu xấu rồi lại lôi cuốn Archie và bà Elsin, làm cho hai người cũng tin theo. Nhưng phe cánh của Inga hỏi rằng, nếu Scarlett vô tội thì tại sao thiền trưởng Butler lại bỏ đi? Tại sao ông ta lại không có mặt bên cạnh vợ để đánh tan dư luận nghi ngờ? Đó là một câu hỏi không lời giải đáp, và ngày càng có thêm nhiều lời đồn đại về Scarlett. Họ nói rằng nàng đã có thai và thế là nhóm ủng hộ Inga hân hoan ra mặt. Nhất định không phải là con của thiền trưởng Butler, họ bảo nhau như thế. Từ lâu, mọi người đều biết rằng hai vợ chồng Butler đã ngủ riêng. Dần dần thành phố đã chia làm hai phe rõ rệt, ngay cả những người trong các thôn gia Hamilton, White, Burr, Whitman và Winfield cũng chia hẳn hai phe, không một ai có thái độ lừng khừng nữa. Một bên với thái độ lạnh lùng cao cả của Melanie, và một bên với sự khinh bỉ chua chát của India. Mối hiềm khích giữa Melanie và India cũng đã gây chia rẽ trong các đoàn thể xã hội. Hội viên các đội kịch nghệ Talian, hội may giá cho cô nhi quả phụ liên bang miền Nam, hội làm đẹp mồ mả tử sĩ, hội đoàn âm nhạc ngày thứ bảy, hội các bà ái mộ vũ điệu Cotillion, thư viện thanh niên dân dân, đều bị lôi kéo vào dòng rắc rối. Ngay cả bốn thánh đường và hội các bà truyền giáo cũng bắt đầu lục đục với nhau. Trong khoảng từ 4 cho đến 6 giờ chiều mỗi ngày, các thế gia ở Atlanta đều nơm nớp lo sợ hai phe Inga và Melanie Scarlett chạm mặt nhau trong phòng khách họ. Nhưng giữa tình trạng chia sẻ đó, cô Pitty mới là người chịu nhiều đau khổ nhất. Cô chỉ ước ao được sống an nhàn giữa tình thương gia tộc.
India đang sống với cô và nếu cô nghiêng về phía Melanie hoặc có ý định tán thành Melanie là India sẽ bỏ đi. Và nếu India bỏ đi, cô biết làm sao? Cô không thể sống một mình, cô sẽ bị bắt buộc sống với một người ngoài gia đình hoặc phải dọn sang ở với Scarlett. Cô mơ hồ cảm thấy nếu sang ở với Scarlett, chắc thuyền trưởng Butler cũng không chống đối, hoặc nữa cô sẽ phải sang ở với Melanie và sẽ ngủ trong gian phòng nhỏ xíu của thằng Bầu. Thật ra, cô biết khi không có nhiều thiện cảm với India. Thái độ lạnh lùng khô khan và hung hãn của India làm cô lo sợ, nhưng với bản chất rụt rè, cô không dám phản đối. Nhưng sự hiện diện của India đã gây sóng gió cho cô gái già. Cả Melanie và Scarlett đều cho rằng, điều đó chứng tỏ cô đứng về phe India. Scarlett tuyên bố chỉ tiếp tục trợ cấp cho cô khi nào India không còn ở trong nhà đó nữa. Tuần nào Ashley cũng gửi tiền cho India, và tuần nào India cũng kêu hãnh hoàn trả lại cho anh, bất cần những rên rỉ, hối tiếc của cô Pitty. Melanie là người cô Pitty yêu quý nhất, dĩ nhiên là phải từ cô ra, và bây giờ Melanie đối với cô cũng lạnh lùng như một người xa lạ. Dù ở sát bên nhà, Melanie cũng không hề bước chân qua rào, trong khi ngày xưa nàng chạy qua chạy lại một ngày mấy mươi lần. Cô Pitty qua thăm khóc nức nở bày tỏ lòng mình, nhưng Melanie cứ luôn luôn tránh né và không bao giờ sang thăm đáp lễ. Cô Pitty cũng biết là mình mang ơn Scarlett rất nhiều, hầu như cả đời cô đều lệ thuộc vào nàng. Nhất là những ngày đêm tối sau chiến tranh, lúc cô phân vân chẳng biết có nên cầu cạnh ông em Henry khó thương hay đành chết đói, thì Scarlett đã cứu vãn ngôi nhà, cấp dưỡng và củng cố cái địa vị đang lung lay của cô giữa xã hội Atlanta. Rồi từ khi tái giá và dọn về nhà riêng, Scarlett cũng không quên cô. Cả thuyền trưởng Butler ghê gớm kia nữa. Sau mỗi lần ông ta và Scarlett đến chơi rồi ra về, cô thường bắt gặp một cái bóp mới đầy nắp giấy bạc, hoặc một chiếc khăn tay gói đầy tiền vàng trong hộp may hay trên cái bàn chân quỳ của cô. Red vẫn cứ hăng hái thề thốt là hắn chẳng biết gì cả về số tiền đó, rồi lại còn tố cáo cô bằng một giọng quỷ quái là y đã biết được kẻ bí mật đó, có lẽ là ông già râu Meriwether. Đúng vậy, cô sống được là nhờ tình thương của Melanie và tiền bạc của Scarlett. Còn India thì đã giúp ích gì đâu. Không gì cả, hơn nữa sự hiện diện của cô ta còn làm tan vỡ cuộc sống yên ổn của cô và bắt buộc cô phải có một thái độ dứt khoát. Tất cả những điều đó làm cô phiền não. Cô biết khi con người cả đời chẳng bao giờ có một thái độ dứt khoát nào, đành âm thầm đau khổ và chỉ biết tìm quên trong nước mắt. Cuối cùng, thêm một số người đi tới kết luận là Scarlett hoàn toàn vô tội, không phải vì đức hạnh của chính nàng, mà vì Melanie tinh thế. Một số khác dè dặt hơn, nhưng cũng vẫn đối xử lịch thiệp với Scarlett và lui tới nhà nàng chỉ vì họ mến Melanie và muốn giữ vẹn tình bạn với con người đoan chính đó. Những người theo phe India chỉ chào Scarlett một cách lạnh lùng hoặc đôi khi công khai ngoảnh mặt đi ngay ngoài phố. Số người đó làm Scarlett bối rối và bực dọc, nhưng nàng cũng phải nhìn nhận rằng không nhờ tình bạn thân thiết và lối hành động của Melanie, có lẽ cả thành phố đã quay lưng lại với nàng, và có lẽ đã từ lâu nàng bị loại hẳn ra ngoài dòng quý tộc.